Chào cô gái ở thế giới bên kia. À, trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia nó khác à nha. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang thách khe cho bạn này. Ừ, vậy đi. Để tôi qua bên đây tôi coi coi tình hình bên đây có gì là lạ không. Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống có thế kỷ nào. Dạ em cũng đang là phân vân, mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ dạ. Điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng à. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ còn một trí tưởng tượng, cái vàng xuống là vàng lên. Đó là tinh vịt người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Thôi mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ở trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia nó khác rồi nha. Tôi tên là Yên, tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng ha em ha. Rồi giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12 ạ. Một người là Uyên, dạ. Một người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình, không tứ đổ tường và rất là biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của tôi là tôi khá là trực tính và trầm tính, nên nhiều khi rất là ít thể hiện ra bên ngoài. Và một chút xíu lười, nếu mà ít có cái động lực để thúc đẩy tôi. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em, em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em luôn có tính kiên trì, yêu âm nhạc. Trong công ty em thường hay tham gia chương trình văn nghệ. Bạn thấy là cái cuộc sống của bạn á, cũng như là nó vật vào cái tính cách của mình, nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm như thế nào? Tôi sống thiên về tình cảm. Nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa. Vì như vậy á, nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm. Hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm á, thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì là quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ tự họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Lý do tại sao lại không động lại mà mình lại chia tay? Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại trong những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy, tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn, mình phải thay đổi rất là nhiều. Khi mà tôi đã cố gắng thay đổi và càng ngày càng hoàn thiện hơn, mặc dù tôi biết là nhân vô thập toàn, nhưng mà tôi vẫn cố gắng thay đổi theo từng ngày. Thì tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới. Đó là mình thay đổi, mình càng tốt bao nhiêu thì cái người mình gặp không được như mình mong đợi. Thế này thế nọ. Thành ra cứ thế những cuộc tình này rồi tiếp nối những cuộc tình khác, nó trôi đi một cách vô vọng. Và hôm nay bạn đến với chương trình, bạn muốn hẹn hò, bạn có một cái mong muốn gì? Tôi chỉ cần một người phụ nữ tinh tế và hài hước. Còn những vấn đề khác liên quan đến người phụ nữ không quan trọng, chỉ thế thôi. Hy vọng là bạn gái bên đây sẽ hiểu và gọi là cảm nhận được những gì mà bạn nói. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang thách khe cho bạn này. Vậy đi. Để tôi qua bên đây tôi coi coi tình hình bên đây có gì là lạ không. Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống có thế kỷ nào. Dạ em cũng đang là phân vân, mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em còn nhớ em có mấy mối tình không? Dạ em còn nhớ là em có một mối tình chính thức, hai mối tình mới trong thời gian tìm hiểu nhau. Thì mối tình chính thức của em á, là lúc đó em quen nhau được 4 năm. Lúc đó tụi em mới ra trường, tụi em còn nhỏ. Hơn nữa là tụi em không cùng quan điểm tôn giáo. Còn tôn cái... giáo đúng không? Em đạo gì? Dạ em đạo Thiên Chúa giáo. À tôi cùng đạo với cô ấy.
À, vậy là cùng đạo rồi. Mừng đạo quá, rồi. Được. Bạn có cảm nhận gì về bạn trai người bên kia? Em cảm nhận bạn trai bên kia là một người khá là hài hước, thú vị. Em muốn có một cái mối tình sắp tới, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Trước tiên là mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và những người thân trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với những người khác, không có gia trưởng, không có hút thuốc, có tính cầu tiến trong công việc. Em được nghĩ hả? Là em được nghĩ là không? Người bạn tôi trai có, bên kia. Tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không? Xin mời. Em ơi, em nói rằng một em không thích có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Quan điểm tình yêu của em là tình yêu phải có sự tôn trọng giữa hai người. Khi mà có sự quan tôn trọng thì người ta sẽ có tính chung thủy, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu và giải quyết lẫn nhau, giải quyết trong công việc và cuộc sống. Thì quay lại với câu hỏi của anh thì em chỉ thấy một điều là khi mà hai người đã thật sự tôn trọng nhau và thật sự lắng nghe nhau thì như vậy mới sẽ là giải quyết được vấn đề. Theo như anh hiểu đó là em muốn hỏi về cái mức độ gia trưởng đúng không? Không phải là mức độ gia trưởng, ý của em ở đây là không thích đàn ông gia trưởng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh, ừ anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Anh hiểu ý em không ạ? Anh biết, nhưng mà trong cái lời nói của em có gì đó nó không có rõ ràng. Không. Tại vì em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào đúng không? Đúng. Thì em dạ, trả đúng. Lời. Dạ đúng. Là em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng. À, dạ. Thời trước khi gặp mình hỏi kiến người thân trước đi. Hỏi kiến người thân đi chứ tôi còn biết nói gì đâu. Ừ, giờ bạn đi với ai nè? Dạ em đi với em gái của em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Là em gái của chị Uyên. Thì về chị của em thì thực sự chị em là một người sống nội tâm. Có một cái nhược điểm của chị em đó là khuôn mặt của chị em hơi nghiêm. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với chị em nhiều lần hoặc là một thời gian sau thì chị em là một người thân thiện, sống tình cảm, biết chia sẻ, biết quan tâm, lo lắng tới mọi người. Về anh trai bên này thì... Mặt anh cũng hơi nghiêm đó. Em hiểu là em cảm nhận được anh là một người sống tình cảm, nội tâm. Nhưng cái cách anh thể hiện thì làm cho người đối phương hơi bị hoang mang về cái sự tình cảm và sự chân thành của em. Nhưng em hiểu là anh có và cảm nhận được. Nhưng cảm mà dạ, nhưng mà nếu mà với chị em thì anh nên là chia sẻ hơn và đừng có làm nghiêm trọng lên. Và đặc biệt là hai anh chị cũng có cùng quan điểm tôn giáo thì điều này em rất là vui, cho nên là em cũng hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Anh trai đi với ai? Tôi chỉ có đơn thân độc mã thôi. Vậy à? Độc cô cầu bại à? Độc cô cầu bại à? Mở rào. Anh. Em xin chào anh. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Món quà của anh em nghĩ là rất là độc đáo. Oh. Cái đồng hồ cát. Có thể rằng ngay lúc này đây cái món quà này chưa có ý nghĩa gì với em. Dạ. Thì tạm thời em có thể dùng cái đồng hồ cát này trong lúc em make up hoặc là thay đồ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà em gửi tặng cho anh ạ. Em cảm ơn. Em gửi tặng anh một cuốn album ảnh. Dạ, anh cảm nhận em là một người như thế nào ạ? Có giống như là cái mẫu người lý tưởng mà anh đi tìm không ạ? Mẫu người lý tưởng của anh thì phải qua thời gian mới biết được. Tại vì không phải là hình thể bên ngoài. Dạ. Nên sẽ phải cần thời gian. Tại anh có thể hiểu rằng anh với em có mặt trong trường quay ngày hôm nay có thể một phần là mình hơi khớp nên có những gì nó sẽ không được tự tin lắm. Nãy anh thấy cái yêu cầu của em, anh thấy là em nói là cần một người cao 1m7 trở lên thì liệu điều đó có cần thiết quá không? Thì vì sao em cần một người đàn ông cao như vậy? Tại vì trước tiên á là em cao 1m6, bọn em hơi điệu, em mang dép 5 phân hoặc 7 phân. Cho nên là em muốn người đàn ông đi bên cạnh em cũng có chiều cao hơn em, để mà lúc mà mình đi á thì cũng tự tin để mà bước đi hơn.
Cảm ơn em. Yeah. Anh có một câu hỏi dành cho em rằng theo em, đối với riêng em á, thì hạnh phúc là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm, mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có, cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Gặp gỡ một người mới hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu thì em cũng nghĩ là hạnh phúc. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng, là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Vâng. Dạ, đó. Rồi là em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Như hồi nãy quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Dạ. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế, gặp anh thì hơi sống trên mây ha, nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1+1=3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó, bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực và tìm một cái bế tắc, cái là cái lối thoát trong bế tắc đó. Cái cách bạn này á, chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc có đọc nhiều thỉnh không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện. Tôi viết truyện với lại tôi làm những cái lưu bút, nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi. Tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu, hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng thì không nên. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ, dạ. Điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ cần một trí tưởng tượng cái vàng xuống là vàng lên. Đó là tinh vịt người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Và tình yêu là bao gồm cả trí tưởng tượng và sự bay bổng. Dạ em đồng ý, tình yêu cần phải có sự bay bổng. Đó không hề là một cái gì đó riêng rẽ, nó là một cái gì đó gắn kết với nhau. Cái này anh em biết, đồng ý. Anh biết là em rất là khó khi mà nói chuyện với anh. Tại vì anh nghĩ là rất là khó, khó cho em khi gặp một người ở ngoài cuộc sống như vậy. Không phải là khó, nhưng mà em cảm thấy nó hơi mới mẻ. Nó mới so với những gì mà trước đây em đã từng có. Ví dụ như cuộc sống của em chỉ xung quanh là công việc và những người thân yêu thôi. Nhưng mà ở anh á, em tìm thấy ở anh là có một cái sự rất là thú vị, có một cái gì đó nó trải nghiệm mới mà bây giờ vậy nè, chị thấy á, em bây giờ mình cũng hết giờ rồi, thành ra là em nói một cái điều gì đó về cái cảm xúc ngày hôm nay em gặp cô gái này. Đối với em thì tôi thấy rằng tôi chỉ là tôi ngưỡng mộ em về cách em sống ở thực tế này nọ. Có nghĩa là một cuộc sống giống như là em là một người bình thường trong thế giới này. Nhưng mà qua những cái lời em nói rằng, những lời em nói về những điều gì mà ta đang đi tìm á, thật sự mà nói thì những điều em nói khá là chung chung. Thậm chí rằng nó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mà tại vì tôi sống trên thế giới này, tôi biết người nào thật sự họ có tâm trạng, họ có như vậy. Có thể là em sống nội tâm, nhưng mà cái cách nhìn của em thật sự là không thể nào mà để thoát được mình ra được. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1, 2, 3.
Rồi. Đứng lên em. Hôm nay là một ngày cũng khá thú vị, nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa biết là nãy giờ thật sự là tôi cũng đang cố gắng lắng nghe bạn nhiều lắm. Vâng. Thật sự tôi cũng chưa hiểu điều gì ở bạn cả, nói thật như thế. Anh đang mơ hồ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Tôi cũng hên xui thôi, lúc trên mây, lúc ở dưới đất. Em trai giới thiệu về mình. Chào con, chào chủ Quyền Linh ạ. Rồi. Con chào cô Hồng Vân ạ. Chào cưng. Em tên là Thành ạ. Em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê của em thì ở Nghệ An ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi. 27? Dạ. Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường, đi quanh quanh Bình Dương thôi. À, Bình Dương thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào toàn thể khán giả của chương trình. Em chào anh ở bên kia bờ rào. Đúng hả cưng? Bình tĩnh cưng, không có vấn đề gì cả. Anh bên kia bờ rào tình yêu đó. Em tên là Mai Thị Hiền, hiện tại em đang là kiến trúc sư, em làm việc tại quận 1. Trời, wow. Hai người hợp vậy ta. Con gái mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha. Gái kiến trúc sư, trai là kỹ sư cầu đường. Thôi sẵn đà em nói luôn đi, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, dạ điểm mạnh của em là em biết hát, em biết vẽ, em biết đờn, em biết đàn sơ sơ. Ừ. Có dạ. Điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hay quên, cho nên nãy giờ em nói không được á. Hay quên hả? Bây giờ chị nói em nghe nè, em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả. Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Dạ, em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này. Hoặc là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á. Quên đem tiền là... theo. Dạ. Rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không? Dạ không quên, nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được. Không trả được, rồi ai mượn tiền em có quên không? À, mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ. Vậy hả? Dạ. Ừ, chút xíu chị mượn nha. Dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này. Ừ, đi ăn nợ. Rồi. Đi chợ nợ, đi đổ xăng nợ. Đổ xăng nợ. Dạ. Rồi hay đi về xong viết cái giấy nốt á. Ừ. Là nợ bạn này 200 ngàn, nợ chủ quán 35 ngàn, ừ. Nợ anh Go Việt 15 ngàn vậy đó. Ừ. Xong rồi từ từ em trả. Vậy đó hả? Mà dạ. Có trả hết không? Dạ hay trả. Trả hết thôi, thôi trả hết thì cũng được. Bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe không? Bạn dạ, Thành mà nghe ạ. Mình ưu điểm nhược điểm gì nói cho thằng gái nghe luôn đi. Thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hoa đồng này, vui đồng, năng động, năng động. Em thì rối. Năng động vui vẻ, biết quan tâm người khác. Có một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn. Nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì không được, nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok. Tốt, có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng ấy, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ý thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được. Không nghiền đâu anh nha, chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hụt thôi, nhưng cũng không phải là nghiền đâu. Rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Ừ. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết. Tới giờ luôn. Dạ. Quê rồi, không yêu luôn tới giờ. Quê luôn. Cũng phải quê đâu anh, cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á, là bảo đi học thì lo mà học đi con, nhưng đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu. Nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hoại đùng một cái là con có ai chưa dẫn về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lấy đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ có ai được. Là giờ đi làm nữa, gặp vào môi trường đi làm công việc kiếm chút với bạn nữ ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á. Ừ ha, dạ. Mùa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không? Thấy đàn trai tội nghiệp không? Ừ. Ta lo đây. Sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó. Còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi. Qua hỏi. Để qua coi coi sao. Chờ chút nha em trai. Dạ. Mình cứ chân thành để mình trả lời. Có hay không có mình trả lời luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình không chính thức và hai mối tình chính thức. Hai mối tình chính thức là dài không? Dạ, hai mối tình chính thức thì cũng tầm 8 tháng thôi. Có mối tình nào mà sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á, thì ảnh ấy lại gia trưởng. Kiểu như áp đặt em á, một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa. Bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước rồi mới cưới. Trời, có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận được. Thôi bỏ đi, quên đi. Vậy quên đi. Hãy hướng về cái chàng trai 27 tuổi bên kia rào nha. Thầy có bắt người ta đi khám sản phụ khoa gì không?
Hả? Chắc không đâu anh. Có bác ta có con trước rồi mới yêu không? Có dạ, cưới không? Cái rồi em đề cập tới. Có bác ta không cho tiền gia đình không? Thì nói chung á, cái vấn đề mà tiền nong về cho gia đình á thì không quản được, vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ. Đúng rồi. Và trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình nữa. Vậy được chưa? Dạ tốt. Người quá. Bên đây người ta thoải mái vậy đó. Tốt quá, tốt dạ, quá. Tốt quá đó, thay mặt em đó tôi nói tốt quá. Rồi bây giờ sao? Em mong muốn cái người yêu của em phải như thế nào? Nói đi cho bên đàn trai người ta đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm. Dạ em mong muốn người bạn nam thì vui vẻ một chút. Vui, anh này vui lắm á. Dạ. Cũng năng động lắm á. Dạ, thông minh và chủ động một chút, tại vì em hơi nhút nhát. Khi nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích. Anh nói anh bỏ được mà. Dạ. Vì tình yêu là bỏ được. Có cái câu này anh này, là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là nhiều dạ sự yêu bạn bên kia thì không bao giờ bỏ được. Hay. Câu đó là được ghê á. Câu đó của Vinh Di cũng ráp luôn đó. Ừ, đàn trai tôi được lắm mà. Có thể lào cai được đó. Em không thể nào cai. Trai em trai đi với ai? Thành. Dạ, em đi cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ. Rồi mời đại diện nhà trai nào. Em chào anh Quân Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thanh ạ. Bạn em là một người năng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Nó chưa có. Từ khi quen nó giờ là 5 năm rồi, nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bên trái thì chưa kiểm chứng, vì nó khi nào nó ở một mình ạ. Rồi em thấy đàn gái sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình, là chắc là hạ thấy đàn hay hạ thấy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với em gái, em rể, một bạn thân với hai bé ở chung phòng nữa. Em gái đâu? Đó, nhìn là biết em gái rồi. Ngồi kế anh rể hay gì? Nhìn là em rể. Em rể hả? Dạ. À là hai vợ chồng á hả? Dạ, dạ. Trời ơi. Sao em lại đi trước chị thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ? Dạ chào chú Vinh Linh, chào cô. Em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về cho anh thôi. Thì chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào, tình cảm, mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe, ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó. Cho mình cứ hỏi đi. Dạ. Trời, anh rể cũng dễ thương quá nha. Bạn bè có góp ý gì không? Đó, bạn bè nói đi cưng. Dạ em chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ. Về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm, vui vẻ. Và Hiền thì sống rất nội tâm, bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình. Còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó. Và bạn cũng học ngon. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, em cảm ơn ạ. Trai. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ, chưa, từ từ rồi. Sao? Dạ, em xin đờn trước để anh có thể hình dung em như thế nào. Chứ em sợ gặp ảnh rồi em quýnh, em không có đờn được. Rồi cái tay cứng đờn không được, lên đây rồi em đờn đi. Đúng rồi. Nhu cầu hợp lý. Phải đờn trước khi rào mở, đảm bảo. Rào mà mở rồi là cái tay quíu hết trơn hết rồi. Quíu luôn á. Bây giờ là đã quíu rồi đó. Rớp luôn á.
mình mở rào đi cưng ơi. Ừ, mở rào. Đó, cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè. Thành bước tới hát, tặng bài hát đầu tiên liền. Hoang hòa luôn, nãy tao mới đàn rồi. Thôi dạ. Tao mới đàn xong rồi hát luôn. Thì còn chơi luôn đấy. Ừ. Thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi. Cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời, du dương vào lòng người luôn. Thì em có một bài hát gửi tới bạn nữ cùng chị. Rồi, chủ yếu là bạn nữ kìa. Dạ, bài hát được mang tên là Chị Bằng Cải Gật Đầu của ca sĩ Giang Nguyễn hát ạ. Rồi, nhìn cô gái đó, Thành, nhìn vô mắt luôn. Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã rét, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh để sẻ chia. Và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Nào. Rồi anh tặng quà đi. Mở coi ý nghĩa là cái gì nè. Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ. Hả? Tay em bị té. À bị té. Dạ. Em tặng bạn nữ cái khăn thì kiểu giờ trời mùa đông á, đi ra đường sáng sớm thì cũng lành á. Thì đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ tới mình. Cảm ơn anh. Rồi, rồi mình tặng cái gì nè cô? Dạ em tặng anh cái này là cái gối ôm cổ. Dạ cái này thì anh đeo thử nha. Rồi rồi. Dạ. Đeo gông vô cổ rồi đó nha. Cái này giống như kiểu là tôi lại vờ là vơ lại tồi đấy. Rồi vị trí cho các bạn. Được rồi đó. Bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Gặp bạn ở đây thì... Em gặp em. Gặp em ở đây thì anh thấy em là người rất tuyệt vời á. Đa tài, đa sắc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà. Trời ơi, từ trong ra ngoài vậy. Hai người mới gặp thả thính gì thính gì mà bay mà kêu bằng á. Anh có bị gia trưởng không anh? Nói chung á là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu. Dạ. Không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trưởng nam thôi. Còn có chị đâu á, chị đâu đi lấy chồng rồi. Còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng gì hết, thoải mái à. Dạ. Có nóng tính không anh? Nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết. Nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á. Dạ. Là bạn lĩnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi. Nhưng mà em có kìm được không? Được chị. Được, dạ. Tin luôn. Dự định như thế nào? Chừng nào kết hôn bàn với nhau đi. Em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á, đầu năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh. Ông bà cũng mong coi chảo lắm rồi. Hỏi đi coi chịu không? Thì em thấy sao? Em thấy sao? Cứ nói rồi. Sao vậy anh biết? Em thấy sao thì trả lời anh biết. Dạ với em thì ba mẹ em cũng mong em lắm rồi. Tại vì em gái em nó đi trước mặt bên chị mất rồi. Thì nếu được thì trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân. Bạn trai, em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi. Dạ chưa thì... chưa. Em còn muốn hát tặng anh một bài nữa. À hát đi. À đây ta đa tài mà ta đờn ta hát nữa. Rồi hát đi em. Rồi hát đi cưng nè. Ừ. Dạ, bài đó là bài Giận Mà Thương. Ồ, bài đó hay á. Quê nhà em luôn. Hay, quê nhà em luôn. Đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ, dạ, quê nhà em bước tới, luôn. Bước tới, hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi. Đứng kế bên nửa thành sát. Anh bên... cứ nhủ rằng em không thương. Em đo lường thì dẫn cặn kẽ. Bởi thương anh nên em bàn với mẹ. Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh
sai đường thì em không chịu nổi. Anh yêu ơi xin đừng có giận vội, vì trước tiên anh phải tự trách mình. Rồi em nói luôn đi Thành, muốn gì nói với cô ấy luôn đi. Anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được, cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á. Thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em, để mình tiến xa hơn ạ. Rồi về để ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn. Đúng á. Rồi, thích đó. Thì cứ bấm. Thích là bấm bất liền lúc đó nào. Thấy chưa, bấm liền luôn rồi xong. Ừ. Không cần phải đếm nữa. Rồi, rồi, Thành, bước tới đi. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó, chính thức hẹn hò rồi đó. Tay em lạnh ngắt luôn này. Lạnh ngắt luôn. Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả. Đây là mối tình đầu của cậu ấy, nụ hôn đầu đời đó. Đừng khóc. Dạ. Bình tĩnh, để nguyên từ từ. Chưa. Được rồi anh. Đầu tiên mà nó phải. Đúng rồi anh Linh nói đúng có đó. Có chiều sâu chút xíu. Chuẩn bị 1, 2, 3 hôn. Hít sâu vào. Được rồi ạ. Em cảm ơn anh. Nó đỏ mặt hết trơn rồi. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dễ thương quá. Trời ơi. Dạ em chào chị. Rồi em trai giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào quý khán giả ngồi tại khán trường. Em tên là Phan Vĩnh Phúc, đến từ Đồng Tháp và sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Em nay 33 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Rồi tới phiên mình giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bạn bên kia và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Trần Hồng Nhung. À, năm nay em 33 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Bằng tuổi bên kia luôn. Dạ bằng tuổi. Đồng Tháp luôn. Dạ. Bên kia Đồng Tháp luôn đúng không? Rồi hai bên hỏi nhau đi coi có bà con gì không. Ủa em ở huyện nào em? Dạ em ở thành phố Cao Lãnh. Anh ở đâu vậy anh? Anh ở huyện Châu Thành. Dạ. Rồi hai bạn có đi cùng chuyến xe lên đây không? Em đi chuyến xe lúc mấy giờ em gái? Hỏi nhau đi. Dạ anh ơi, anh lên lúc mấy giờ anh? Anh đi chuyến xe lúc 11 giờ trưa. Vậy là em sớm hơn anh rồi đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Còn ưu điểm gì nữa không? Dạ. Vậy có khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nóng tính, với cái là hay mất ước hay khóc. Trời ơi, thường là cái gì làm em khóc? Giận quá khóc. Giận ai? Ví dụ như là bạn bè chọc cũng khóc. Chọc tức quá không có nói gì được chân, tức quá khóc. Trời ơi thương quá, mỗi lần khóc vậy rồi ai dỗ? Không ai dỗ hết trơn á, tự nó. Rồi bạn trai bên kia. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em rất là quyết đoán trong công việc cũng như là kiên trì trong công việc. Còn tình cảm của em là một người rất là chân tình và thật lòng. Em cũng rất là người rất là siêng năng, ví dụ như đi làm về những công việc trong gia đình thì em có thể em làm được hết, nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được. Nhiều khi em cũng có cái khiếu ca hát, viết chữ của người bạn bè rồi cũng khen em là người viết chữ tương đối coi đẹp. Viết chữ đẹp. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì quen cũng gần một năm nhưng mà do tính tình không hợp nên chia tay. Ừ. Mối tình sau thì quen cũng được năm nhưng mà cũng không đến với nhau được thì nên chia tay. Hôm nay cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay là ở không vậy đó hả? Dạ cũng có quen một hai người nhưng mà thấy không hợp với mình nữa thôi nên chưa có ai hiện thì tại. Sao ai cũng dạ. Không hợp hết trơn vậy rồi làm sao mới hợp? À, nó có người hợp mà nó không đến được chị ơi. À, bạn gái em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Rồi mối tình sau này là em chia tay cách đây một năm. Một năm lý dạ. Do sao chia tay? Dạ tại vì hiểu lầm. Hiểu lầm? Dạ. Hiểu lầm là hiểu lầm sao? Hiểu lầm là lần đó đó là Tết với em qua nhà nó chơi. Anh đó đi chơi với bạn thân, bỏ em nhà của mình. À. Cái em đó bụng quá, em điện em hỏi anh ơi anh về anh có chở em đi ăn không hay là em đi ăn một mình. Cái anh ấy là chờ anh về chở đi ăn. Mà em chờ hoài em đói quá đói. Em tức quá em khóc tại chỗ, xong em bỏ về. Bên gia đình ảnh nói là Tết nhất mà qua bên đó khóc lóc sùm, bộ chùa người ta hay gì. Trời đất ơi. Dạ, xong cái ảnh cũng nghe đài.
rồi nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra cái chia tay luôn. À, bị gì khóc trận nó thôi mất bồ luôn. Dạ. Trời ơi, thiệt là đau lòng. Chắc bạn trai đó cũng chưa thương em nhiều. Chứ nếu thương nhiều người ta phải tìm hiểu. Chắc vậy đó chị. Ừ, thôi bỏ qua đi. Còn thôi bây giờ muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Tìm người bạn trai có công ăn việc làm ổn định. Rồi. Biết thương em, ga lăng, chiều bạn gái. Đừng để em đói bụng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Hơi mỏng chút xíu có cái bụng hả chị? Thích có bụng hay không thích có bụng? Thích có bụng. Hỏi ảnh coi anh có bụng không? Anh có bụng không anh? Không, anh không có bụng. Hơi ốm. Vậy chắc em phải nuôi cho anh mập có bụng. Anh bên đây cũng hơi tròn á. Sao em sao thích người tròn chào em gái? Dạ, tại vì thích có bụng để mình ôm. Đi chạy xe anh chở cái mình ngồi xanh ôm. Trời lạ ta. Có mấy cô gái ở đây không thích đầu hói, không thích bụng bự. Nay cô này thích bụng bự ôm cho nó đã. Hay rồi nha, lạ nha. Cái điểm gì không thích mình thằng trai không? Nói cho anh Linh nghe, anh kiểm tra bên kia rồi. Dạ, không thích là không thích hút thuốc. Không thích cái tính càm ràm. Ví dụ em mà đi chợ hay lâu quá đừng có càm ràm. Có hút thuốc không? Không anh. Có càm ràm không? Không luôn anh ơi. Ừ, không có luôn. Khỏe rồi ha. Dạ. Nhưng nếu anh này hơi gầy gầy chút được không? Dạ được, em nuôi chắc mập lên được. Nhất định phải nuôi bụng bự bự chút đúng không? Dạ. Bự cỡ tôi được rồi nè ha. Rồi. Em trai ơi, bây giờ mình ví dụ như mình lấy vợ là về có làm dâu không em? Dạ, về ở gia đình rồi trước mắt sống đó thì thời gian có thể quyển chuyển hoặc là ở đó luôn cũng được. Nhưng mà chị làm dâu thì cũng không có vướng bận gì chơi. Thoải mái. Dạ. Thoải mái ha. Dạ. Làm dâu tốt không? Dạ được. Được ha. Dạ. Yêu nhau là được hết á. Dạ. Bây giờ nè, nếu được thì bao giờ tiến tới hôn nhân được? Dạ em khoảng thời gian ngắn được, 3 tháng, 6 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy ông? 3 tháng rồi chuẩn bị kịp không? Dạ kịp. Tìm hiểu nhau kỹ chưa, mới 3 tháng rồi. Dạ thì lớn hết rồi thì sớm thì tốt chứ đợi chờ cũng lâu cũng Rồi chuẩn bị được cái gì rồi nè? Chuẩn bị. Nói thiệt nghe coi. Chuẩn bị về tinh thần với kinh phí lo đám kinh cưới. Kinh phí được nhiêu rồi? Dạ. Mấy chục triệu rồi. Dạ được trăm mấy. Trăm mấy hả? Trăm mấy được chưa? Đám cưới dư rồi ha. Dưới quê mình gói ghém thôi, mình còn làm vốn làm ăn nữa. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích là một người phụ nữ có cái tính sĩ diện. Ngoài ra lo cho gia đình thương mình là được rồi. Rồi, hai bạn này dễ tính, cùng quê tôi gả luôn. Được, anh gọn lẹ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh ruột của em, với bạn của em. Rồi, cho gặp anh ruột cái đi. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Chào anh. Hai em. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Phan Hữu Thanh, là anh ruột của Phúc. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Đây là cũng là một cái dịp để hai em được gặp nhau. Thì về bản thân của người anh thì cũng mong muốn hai em có cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu hợp thì hai em tính tiếp. Đó là mong muốn của bản thân và cũng là mong muốn của gia đình. Anh nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Về bạn gái thì cũng dễ thương. Được cái ưu điểm của hai bạn là gần gũi về địa lý. Đồng hương thì nghĩ về cái điều kiện mà để gặp nhau, hẹn hò. Rồi kể cả sau này thì nó cũng sẽ được thuận lợi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, mẹ em với cô với chị. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ chào cô ạ. Dạ, cháu trai bên đây cùng khán giả trong trường quay. Nhận xét về Nhung, con gái của tôi thì nó lớn tuổi rồi, nó cũng chững chạc, cũng ngoan hiền, hay giúp đỡ mọi người lắm. Tôi nhận xét về cái em trai bên đây, nói chung là cũng lớn tuổi hết rồi, có công ăn việc làm hết thì cũng tốt. Nói chuyện thì cũng chững chạc. Tôi cũng đồng ý cho hai cháu có một cái cơ hội tìm hiểu với nhau rồi đi đến hôn nhân. Nhất trí. Dạ, dạ. Nhất trí. Dạ, cảm rồi, ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn bác. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mở cửa trái tim. Quà gửi này. Em cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà tặng gửi tặng anh. Đây là đặc trưng của quê hương Đồng Tháp. Rồi, cảm ơn em. Sen Đồng Tháp ha. Dạ, còn bó này em tặng chị Cát Tường. À, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tặng cho anh đặc trưng. Cảm ơn em. Đó. Trời, chu đáo quá ha không? Bông sen hạt sen. Cảm nhận anh như thế nào? Nhìn anh á thì rất là được. Ngoài sức tưởng tượng của em.
Anh nãy có nói anh có cái khiếu viết chữ thấy cũng hơi đẹp, thì anh tặng em có vài dòng tỏ tình để em đọc cho ở đây cũng như khán giả người ta nghe. Em xin phép đọc. Em ơi, tình yêu là cái thiêng liêng của mỗi con người. Hôm nay anh gặp em ở đây, đó là tạo hóa siêu duyên sắp đặt cho chúng mình. Hạnh phúc là hai từ nghe giản dị, nhưng là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất mà ai cũng mong có được. Hôm nay anh gặp em, đó là hạnh phúc mà anh mãi trân trọng, vun đắp, gìn giữ. Nắng gió công trường anh không sợ, anh sợ đường về thiếu bóng em. Anh yêu em. Trời ơi, hay quá. Chữ đẹp với sao luôn ha. Chữ rất đẹp nè, thấy chưa? Cất nha. Còn gì nữa không? Làm thơ rồi, không ấy hát luôn đi. Em hát, chờ anh hát, ta tặng em cũng như quý khán giả ở đây một đoạn của bài hát Tình Em Tháp 10. Em đứng em hát luôn hả chị? Rồi, đúng, đứng nhìn cô ấy, nắm tay diễn tả với cô ấy kìa. Sông nước quê em sáng lớn chưa rồng, cây lúa trên đồng mát rượi đầy bông. Thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi, chân không xa rời phù sa núi lớn tình quê mấy đời. Em gái nhà mong ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân thì có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, đang mưa dần cười gọi tên xa để tình em thắm mười. Trời ơi. Hát lại em. Hát lại. Đừng nắm tay, đứng nắm tay đi, chưa gì cũng về. Cái hát lại đi, hát lại tặng đi. Về đi anh Đồng Tháp quê mình, dương dân tình người đã đi xa. Về đi anh. Về đi anh. Chỗ về thôi, đi anh. Em hát một câu. Dừng ngay chỗ về đi anh hoài hà. Trời, rồi ngưng, thôi bây giờ trò chuyện với nhau đi nè. Đúng cái chỗ là cái về đi anh hoài. À, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ hả? Dạ đúng rồi anh, thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Anh làm bên thi công nên thứ bảy anh vẫn làm, chủ nhật anh sắp xếp cuối tuần mình gặp nhau. Dạ. Hỏi em tính như nào anh em tiến tới được, nói đi. Thì em khoảng bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em thì sao anh, em cũng lớn tuổi rồi cho nên là cũng muốn nhanh chóng đám cưới. À, thì mình cố gắng thì sẽ được thôi. Dạ. Yeah. Con trai hay con gái gì em thích gì? Thì về con cái thì em thích bao nhiêu đứa con? Em rất thích là nhiều con, nhưng mà em là cán bộ công chức nhà nước thì chỉ có hai con hả? À, thì hai được rồi, hai thì lo chú đáo thì cũng tốt rồi em. Em thích trai hay con gái? Thì con trai con gái thì em thích sanh con trai hay con gái trước? Em thích con trai nhiều hơn gái. À, vậy thì sanh đứa con trai trước đi, rồi nếu được thì sau thì đứa con gái, còn không thì hai đứa con trai luôn. Được không? Tính giống như trời tính vậy đó. Cái này còn tiền nữa anh. Làm như muốn đẻ đứa nào đẻ vậy đó. À, mình tỏ tình đi. Mình tỏ tình gì đó thật là lãng mạn. Ở cô gái tự tay bó cái bó hoa đó giống như hoa cưới vậy đó. Bây giờ ví dụ như bạn cầm bó hoa đó, bạn tới bạn tỏ tình, bạn nói sao cho bạn gái, rồi trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Bó hoa này em tự gói luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì tự gói thì chung cũng khéo lắm. Em rất là muốn ngày cưới sẽ cầm bó hoa như vậy đó. Thì anh hy vọng cái ngày đó sớm sẽ đến. Rồi, giống như đây là một lời cầu hôn để anh cầu hôn em, thì mình cho nhau cơ hội để mình quá thực hiện được điều đó. Giống như là hoa cưới vậy đó. Giống như đó. Cảm ơn các bạn. Về chỗ bà bấm nút. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, hai bạn hãy nhắm mắt lại, hình dung lại cuộc nói chuyện trao đổi từ nãy giờ, xem mình có thật sự là một nửa của nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ồ, chúc mừng. Bây giờ xin phép đi rồi cái mình hôn nhau cái đi ha. Dạ, xin phép bác với cô còn được hôn em. Dạ. Khoan để cô nhìn ra đồng ý chưa cái đã. Đồng ý chưa cô với bác? Đó, đồng ý rồi đó. Hít sâu vô. Đó, hít ra luôn.